xin chào cả nhà. Hôm nay Nhi xin giới thiệu cả nhà một mẫu chăn váy, một mẫu áo rất là dễ thương nha cả nhà. Thì cái mẫu chăn áo váy này là với mẫu áo này là dạng như là đồ công sở cả nhà. Thì thôi Nhi không nói nhiều nữa ha. Thì bây giờ Nhi sẽ giới thiệu cho cả nhà mình xem mẫu chăn váy và mẫu áo như thế nào nha. Kiểu dáng áo sau khi Nhi máng sơn cho cả nhà mình tham khảo đi ha cả nhà ơi. Kiểu dáng áo đẹp lắm nha cả nhà. Áo này dạng như là vừa trên lưng vừa đúp lưng quần, rất là dễ thương ha, rất là sang trọng luôn cả nhà ơi. Thì cái kiểu dáng áo này là kiểu dáng áo công sở ha, rất là đẹp luôn cả nhà. Nhi sẽ quay sát cho cả nhà mình xem ha và tham khảo ha. Thì đây là cái tay áo nha cả nhà. Thì cái tay áo vải nè cả nhà, nhìn thấy vải xịn sò quá nha. Vải này vải nó giống như là nỉ cả nhà, mà nó có sợi to nha, giống như nỉ mà có sợi to nhưng mà cũng rất là khó may cả nhà. Thì trong quá trình cắt á thì nó bị tưa tưa nhiều lắm nha cả nhà. Còn ở đây ha là cái phần lai nha cả nhà ơi. Thì phần lai thì đây túi thì có may túi giả nha, túi giả và túi da nha. Đó, ở trong đây cũng may túi da luôn, nhưng mà không có mẫu túi thiệt nha cả nhà, tại vì cái vải này nó hơi khó may túi quá, Nhi không có may vải hay may túi thiệt. Thì đây thì Nhi có may ha, cái nẹp ha thì có may dây kéo nha cả nhà. Đó, có may dây kéo ha và có may nẹp da nha. Đó, may nẹp da. Và hai bên đây đều có hai cái túi hết ha. Thì dài lên nha cả nhà. Dài lên đây là cái cổ này nha cả nhà. Cái cổ thì đơn giản ha và cổ tròn ha. Rất là đẹp nha cả nhà. Cổ tròn ha. Đó, cổ tròn cũng viền luôn ha. Bên đây tay bình thường, không có gì khó hết ha cả nhà. Áo thì mang bình thường ha. Ở đây là tay ha. Thì tay cũng đơn giản luôn ha cả nhà. Không có may lót ở trong nha. Thì tay thì Nhi bẻ lên Nhi may thôi ha, 3 xăng đó. Nhưng mà cái chất liệu vải rất là xịn sò ha cả nhà, rất là đẹp ha. Đây Nhi về sát cho cả nhà xem cái độ thô của vải nha cả nhà. Nó có sợi to vậy nè đó, nó dệt to to vậy nè cả nhà, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây ha đó, và nó có gai, có nó nói chung là có cái nhám nhám nữa cả nhà. Cái sợi vải rất là to ha, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, ở đây là tổng quan của cái chiếc áo ha. Màu sắc đẹp lắm nha cả nhà ơi. Đó, đây là sau khi Nhi đã may và ủi xong rồi ha. Thì cái này thì có thể là để Nhi mặc thử cho cả nhà mình xem ha. Và Nhi sẽ quay cho cả nhà mình xem chân quấy luôn nha. Chân quấy Nhi cũng may phối cái áo này luôn cả nhà. Thì giờ Nhi sẽ quay chân quấy cho cả nhà mình tham khảo ha. Đây ha cả nhà, đây là cái chân quấy ha. Thì cái chân quấy này thì giải thun nha. Đó, giải thun nó có độ co giãn và lai thì may cũng 2 kim ha và 2,5 xăng ha. Thì cái phía sườn này nha cả nhà, phía sườn này ha có may trang trí nha. Đó, Nhi may trang trí ha cả nhà, có dàn 2 kim luôn ha và may trang trí dài bên cái sườn ha, hai bên hết ha. Đây bên đây luôn ha. Thì cái lưng thì Nhi may lưng thun bình thường và may có dây bách xăng ha, để nhiều khi Nhi xỏ dây nịch hoặc là nhiều khi dây để trang trí để cái vòng eo của mình đó cả nhà. Thì đây Nhi sẽ quay xa cả nhà mình xem form dáng chiếc váy ha. Còn phía sườn ha cả nhà, để Nhi sẽ quay nằm cho cả nhà mình xem ha. Nhi sẽ trải nằm cho cả nhà mình xem ha. Đây phía sườn phía sau nha cả nhà. Sườn phía sau ha cũng có may trang trí luôn ha. Thôi để Nhi trải chiếc váy nằm xuống và chiếc áo nằm xuống để cho cả nhà mình tham khảo sau khi để chiếc áo nằm cho cả nhà mình và chiếc váy nằm cho cả nhà mình xem nha. Là bây giờ Nhi sẽ trải chiếc váy trước ha cả nhà, chiếc áo chút xíu Nhi trải sẽ sau ha. Thì đây là chiếc váy là nền trải này, là trải bên cái chiếc váy này là chiếc xíu bình sườn nha cả nhà, để cho cả nhà mình xem cái trang trí ha. Thì ở đây cái trang trí phía sau nè cả nhà, thì cái trang trí từ đây hay qua đây là 10 phân hay cả nhà. Và Nhi sẽ đây Nhi quay sát xuống cho cả nhà mình xem ha. Trời sao nó không thấy rõ không ta, cả nhà thông cảm giùm Nhi nha. Đây hay là có dàn 2 kim nha cả nhà, lai cũng 2 kim 1/4 ha, và cái đường dàn ly này cũng 2 kim 1/4 luôn ha. Thì Nhi may bằng cái đường kim dịch thì nó ra bằng 1/4 đó cả nhà. Thì đây bên đây là thân trước ha. Thì thân trước và đấy điểm này ha, cái điểm trang trí này ha, sao cái điểm thân trước này nó sẽ giáp với nhau ha. Đó, giáp với nhau thì cũng dàn 1/4 luôn nha cả nhà ơi ha. Đó là cái phần sườn ha. Thì cái phần sườn đó cả nhà. Còn bên đây là cái phần là đóng vải da của Nhi để Nhi may cho trang trí cho cái sản phẩm nè. Rất là nhiều nha cả nhà. Vải da ha. Đây là vải da nha cả nhà. Đó, vải da nha, rất là đẹp nha. Đó, cho nên là cái miếng này Nhi mới vừa may trong cái áo kia còn được con miếng chút xíu cả nhà. Đó, bây giờ thì Nhi sẽ trải tiếp cái áo ha. Bây giờ thì tiếp thì Nhi sẽ để cặp cái chân váy và cái áo vô cho cả nhà mình tham khảo, nhìn đẹp không cả nhà? Rất là dễ thương ha. Đó, thì để cặp vô thì nhìn rất là đẹp nha cả nhà. Áo này và quấy này thì Nhi may dạng công sở ha. Thì đồ công sở thì công sở, chứ cái này cả nhà mình mặc đi chơi hoặc đi tiệc hoặc đi mà mình đi dự tiệc gì đó cũng rất là sang nha cả nhà.
Thì giờ Nhi sẽ quay sát xuống cho cả nhà mình tham khảo về phần chiếc váy và cái chiếc áo ha. Đây chiếc váy sau khi để kẹp đẹp quá kìa nhà ha. Đó, Nhi để kẹp với cái áo đẹp quá trời luôn. Thì đây là cái phần cái đây để nằm thì quay đẹp quá nha cả nhà. Thì đây là cái phần cái lai ha. Thì rất là đẹp nha. Đây là cái giải da nè, là cái miếng giải da đó đó cả nhà. Là Nhi may còn có một miếng nhỏ xíu à. Nhi may cái áo này cái còn chút xíu à. Đó. Thì đây ha. À, cái Nhi cái may dây kéo này, dây kéo răng năm nha cả nhà. Dây kéo răng năm nha. Rất là đẹp nha, dài lên trên đây ha. Thì Nhi sẽ quay cái nhà mình tham khảo cái phần cái cổ ha. Cái cổ thì may không rộng nha, nó vừa ôm vô cái chân cổ của Nhi nha, chứ không rộng nha cả nhà. Bây giờ may không kiểu này là Nhi may không có rộng ha, là do vải. Thứ nhất là cái chất liệu vải của cái áo, và cái hai là cái phơm dán cái áo này phải may như vậy mặc nó mới sang nha cả nhà. Đó, ở đây là phần cái tay ha, cái tay trời ơi đẹp quá, cái liệu vải đẹp quá. Nhi mua khúc vải này cũng không có đến nỗi mất tiền, Nhi mua vải vải khúc á cả nhà. Về Nhi may được cái áo á cả nhà ơi, vải khúc đấy, hai khúc này Nhi mua được 3 đồng đó, 3 đồng. Như vậy Nhi may được cái áo xịn sò vậy nè, nhưng mà tiền dây kéo thì hơi đắt đỏ nha cả nhà. Cái sợi dây kéo có khúc chút xíu vậy chứ là Nhi mua gần 7 đô, 7 ơ nha cả nhà. Đây ha, dây kéo rất là đẹp nha, dây kéo rất là xịn sò nha cả nhà. Và cái phiên cái miếng da này nha cả nhà. Thì miếng da này thấy không, sau khi Nhi cắt miếng da thì Nhi may ốp vô thôi ha. Nhi may ốp vô vậy thôi, không có gì khó hết. Thì tay thì cái tay tròn bình thường ha. Đó, ở đây là miếng giấy da nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy miếng giấy da không? Đó, cái miếng da đó còn con miếng đó. Nhi may xong cái áo này còn con miếng à. Đó, thì cái phần trong này thì đây ha, cũng may bình thường thôi nha. Phần trong đây thì Nhi có may cái miếng nẹp lộn của dây kéo ha. Đó, bình thường thôi, không có gì ha. Đây hai miếng nẹp ha. Đó, miếng nẹp để may lộn xe kéo này hay cả nhà, phía trong may bình thường đó, không có gì khó hết. Đó, thì đó là tổng quan của sau khi Nhi trẻ nằm của chiếc áo và chiếc váy cả nhà mình tham khảo ha. Bây giờ thì Nhi sẽ quay cam cho cả nhà mình tham khảo lại và Nhi sẽ mặc thử cả nhà mình xem nha. Vừa vừa vặn ha. Ở phía sau đây nha cả nhà, đây là phía sau ha, đây là phía hông ha cả nhà. Ở Nhi sẽ cho cả nhà mình tham khảo ha. Đó, rất là đẹp luôn, rất là dễ thương nha cả nhà. Đó, thì cái chiếc váy này là dạng như giống như là váy chữ A cả nhà, nhưng mà phía sau Nhi không có xẻ ha, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, Nhi sẽ cho cả nhà mình xem nè. Đó, Nhi may nó vừa đụng đầu gối ha, nó không có ngắn quá ha, cũng không có dài nữa cả nhà ha. Thì sẽ xa cả nhà mình xem form dáng chiếc váy ha, rất là dễ thương nha, rất là đẹp nha cả nhà. Cái kiểu đồ này cả nhà mình lựa chọn kiểu đồ như vậy thì cả nhà mình đi ra làm ha là rất là tự tin nha cả nhà, rất là đẹp nha, rất là sang luôn cả nhà ơi. Để tới xíu cả nhà mình xem nè, đó rất là ha, sạch sải bước thoải mái nha cả nhà, rất là thoải mái ha, rất là tự tin ha. Đó. Thì bây giờ Nhi sẽ xem cho cả nhà mình ha, xem ha cái từ cái phần chiếc áo ha cả nhà. Đây là chiếc áo ha, thì cái chiếc áo thì á vừa tay dài ha cả nhà, và cổ thì cổ tròn ha, mà cái form áo thì nó vừa ngang á chơi cái phần lưng quần của mình ha. Như vậy thì nhìn nó sẽ tôn cái dáng của mình cao lên ha cả nhà, và thon ha. Đây sẽ tới xa cả nhà mình xem ha. Đó, đây đứng tới xa cả nhà mình xem toàn diện của chiếc váy nè và cái áo nè cả nhà, rất là đẹp ha cả nhà. Đó, bây giờ thì Nhi sẽ cho cả nhà mình xem cái phần cái áo cho nó rõ hơn ha cả nhà. Để thời nãy Nhi quay ấy, thì cái chiếc áo nó hơi bị xa quá cả nhà, thấy không rõ ha. Đó, bây giờ thì Nhi đứng xa xa cho cả nhà mình xem và tham khảo chiếc áo ha.
Đây ha, là chiếc áo ha cả nhà, áo tay dài nhưng nhìn rất là nhu mì ha cả nhà, rất là ấm áp ha. Và cái dị tà áo cũng rất là vừa vặn ha cả nhà, nó không dài ha, để lên phía sau cũng vậy luôn nha cả nhà. Đây ha, phía sau thì nó vừa dưới cái lưng quần của mình chút xíu ha, nhìn cái dáng mình rất là thon và rất là cao, thon thả ha cả nhà. Đó, đây như sẽ xếp cả nhà mà xem và tham khảo ha. Đây ha, đây như sẽ tới cho các nhà mà tham khảo ha. Đây ha là cái phần trên của cái cổ áo ha cả nhà. Đây ha, đây như sẽ cho cả nhà mình xem ha. Đây là cái phần tay ha. Đó, đây là phần cổ này ha cả nhà. Phần cổ rất là dễ thương nha. Đó, đây là như sẽ dán tóc ra phía sau cho cả nhà mình xem cái phần cổ nè. Đó, cái phần cổ nó vừa với cái cổ áo của cái cổ áo của Nhi, cái cổ của Nhi ha, nó không có rộng ha. Và nó như vậy thì nó sẽ tôn lên cái dáng cái áo nó đứng nha cả nhà. Và cái tay ha và cái nách ha thì nó cũng vừa vặn ha, nó không có rộng ha. Đó, thì cái kiểu áo này nó rất là hot nha cả nhà. Đây, nó rất là sang ha. Đây là cái phần viền nè cả nhà, đó phần cổ cũng viền luôn ha, và dây kéo ha cả nhà, như có dây kéo ha. Rất là đẹp ha cả nhà, rất là sang ha. Nhìn thích cái áo này quá cả nhà ơi. Ở đây là phía sau nha cả nhà. Ở đây là phía sau ha, nhìn cái áo rất là đẹp ha cả nhà, rất là đứng ha. Cái chất liệu vải như vậy, mai cũng nhìn cái dạng áo như vậy nó rất là sang nha cả nhà, sang cực kỳ luôn á. Ha cả nhà, cái nè. Cái màu sắc cũng vậy ha cả nhà, nhìn màu sắc nè, màu sắc rất là tuyệt vời luôn á. Thôi vậy như đứng lên cho cả nhà mình tham khảo ha. Đó. Ở đây nè cái phần like nè cả nhà ha, đây cái phần like ha cả nhà, nhìn cái phần like nè ha, đó rất là ôm luôn ha, rất là ôm cái vô cái mông của mình ha, phía sau nè cả nhà, đó phía sau ha, nó rất là ôm vào cái phần mông mình ha. Đó, đây ha, bây giờ thì Nhi đi xa xa cả nhà mình tham khảo và tìm hiểu lại một lần nữa về chiếc váy và chiếc áo này ha cả nhà ơi. Đó, thì Nhi đứng xa xa cả nhà mình tham khảo toàn diện cho hai chiếc áo và chiếc váy ha. Thì đây ha, rất là dễ thương nha cả nhà, rất là nhu mì ha. Thì cái kiểu dáng áo này và cái chiếc váy này á, thì Nhi phối dài đen ha. Thì dài đen thì nó sẽ tôn lên cái dáng của mình và thon thả ha. Và thứ hai là nó sẽ tông với cái áo và cái trong váy này ha cả nhà, rất là đẹp ha. Nhưng mà cũng tùy theo mọi ý thích của mọi người nha cả nhà. Nếu như mà mấy anh chị, nếu như mà chị em mình mà thích phối dài nào cũng được ha, thì Nhi phối như vậy để cho cái dáng của Nhi nó hơi thon hơn chút xíu. Đây Nhi không được cao lắm ha. Đó, thì hay Nhi sẽ tới xíu cả nhà mình tham khảo về cái chân quấy và cái áo một lần phía trước hay cả nhà. Đây ha, đây là cái phần like ha, phần like phía trước hay cả nhà, rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp ha cả nhà, phần like ha. Đó, phần like ha, đây là phần hông phía sau hay cả nhà. Đó, rất là xinh luôn, rất là sợ xinh luôn cả nhà. Mai cái này nó vừa, như mai cái kiểu dáng cái áo này và chân váy này nó vừa với cái thân người của Nhi ha, nó không có ngắn lắm mà cũng không dài lắm ha cả nhà. Đó, thì chị em nào mà muốn mà tìm hiểu và muốn lựa chọn cho mình những cái mẫu trang phục để cho mình đi làm hoặc là mình đi chơi đi tiệc gì đó thì Nhi mời cả nhà mình đến trang Anthony ha. Thì trang Anthony này có nhiều cái kiểu áo cũng thấy hay lắm cả nhà, nhưng mà cả nhà đến tìm hiểu nha. Thì thôi, Nhi không nói chuyện nhiều nữa, thì Nhi xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Cả nhà xem, nhớ cho Nhi xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nha cả nhà, để Nhi có động lực Nhi làm nhiều clip hay, nhiều video đẹp cho cả nhà mình xem nha. Bye bye.